Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2541, cô là ai? Tại khu rừng ở núi Vạn Thần, bên trong một tòa cung điện tinh xảo. Hai ngón tay Đường Tuấn khẽ ấn lên cổ tay Mộ Thanh. Mộ Thanh ngất đi, anh đang chuẩn bị nhìn xem vết thương của cô ấy như thế nào. Trải qua kiếp nạn như vậy, bất luận là sinh lý hay tâm lý đối với Mộ Thanh mà nói, chỉ sợ đều sẽ tạo thành đả kích lớn. Rất nhanh, sắc mặt Đường Tuấn như bị đóng băng, ngón tay anh khẽ run rẩy một chút. Đại trưởng lão, thương thế của Mộ Thanh thế nào rồi? Thu Linh Ân cần hỏi. Tuy rằng lúc trước vì Đường Tuấn mà quan hệ giữa cô và Mộ Thanh không bằng trước kia, nhưng dù sao thì phần tình nghĩa kia cũng không dễ dàng dứt bỏ như vậy được. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, cũng khiến cô ta càng thêm tin phục đại trưởng lão Đường Tuấn này. Đường Tuấn nói, không có việc gì, các người đi ra ngoài trước đi, tôi phải chữa thương cho Mộ Thanh, trận pháp cần khởi động, đừng để người khác quấy rầy. Thu Linh nghe vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với lời nói của Đường Tuấn, cô ta sẽ hoàn toàn tin tưởng mà không hoài nghi gì, sau đó cô ta dẫn theo mấy đệ tử Độc Cô Cung đi ra khỏi cung điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tòa cung điện này cũng không phải là sở hữu trong núi Vạn Thần, mà là một tòa di động của Thu Linh, tương tự như pháp bảo nhưng không có bất kỳ lực công kích nào. Thân là một tu nữ, ở bên ngoài tu hành đương nhiên có rất nhiều bất tiện, cho nên loại cung điện này gần như là vật không thể thiếu của mỗi tu nữ. Sau đó lấy trận pháp khởi động, Thu Linh dẫn theo mấy đệ tử Độc Cô Cung bảo vệ ở bên ngoài cung điện. Trong cung điện, Đường Tuấn nhìn Mộ Thanh đang nằm trên giường, bỗng nhiên nói, đi ra đi. Mộ Thanh hôn mê, vậy anh đang nói chuyện với ai? Bên trong cung điện yên tĩnh không có một chút phản ứng nào. Ánh mắt Đường Tuấn hơi ngưng lại và lời nói mang theo sự lạnh lẽo, đi ra. Cô trốn trong cơ thể Mộ Thanh, rốt cuộc là muốn làm gì? Lần này anh vừa nói xong, thì hai mắt Mộ Thanh bỗng nhiên mở ra. Trước kia ánh mắt Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn ôn nhu như nước, lại mang theo tình yêu ẩn giấu cực sâu, nhưng lúc này ánh mắt Mộ Thanh lại rét lạnh như băng, không có bất kỳ tình cảm hờ hững nào, cô ấy cứ như vậy nhìn Đường Tuấn, nói, không thể tin được, tinh thần lực của một bác sĩ nhỏ như anh cũng không tệ lắm, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của bổn quân. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng hoàn toàn bất đồng với Mộ Thanh trước kia. Đường Tuấn cảnh giác nói, cô là ai? Mộ Thanh đắc ý nói, mấy vạn năm trước, bổn quân được xưng là Độ Ách Thần Quân. Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi. Độc Cô Cung từ khi xuất hiện đến nay đã có gần 10 vị thần quân, nhưng trong đó uy danh hiển hách nhất chính là Độ Ách Thần Quân. Độ Ách Thần Quân bản thân đặc thù là thể chất Độ Ách, cùng bất đồng với loại đặc thù thể chất Đại Diễn Thánh, thể chất Độ Ách càng thêm quỷ dị, gần như không ai biết thể chất Độ Ách là loại thể chất gì. Nhưng mà có người nói thể chất Độ Ách có thể so sánh cùng thể chất 9 cấp. Mặc kệ là suy đoán gì, có một chuyện là có thể xác định, đó chính là thể chất Độ Ách rất mạnh. Năm đó Độ Ách Thần Quân không chỉ là một bác sĩ có y thuật cao siêu, mà còn là một vị độc sư. Chỉ cần có người chọc đến cô ta thì người thân bạn bè của người đó đều cùng nhau gặp tai nạn, có thể nói là tai họa cực kỳ bi thảm. Độ Ách Thần Quân, có thể nói là đồng nghĩa với tai họa. Vì vậy mà năm đó Độ Ách Thần Quân ở Độc Cô Cung cũng có rất nhiều kẻ thù. Chỉ là sau đó Độ Ách Thần Quân bỗng nhiên biến mất, Đường Tuấn không nghĩ tới lại có thể gặp được trong núi Vạn Thần này. Nhìn biểu cảm của Đường Tuấn, Mộ Thanh tươi cười càng thêm đắc ý, nói anh à, xem ra anh cũng đã nghe qua tên của tôi rồi. Chương 2542, đây chỉ là một chút giáo huấn anh mà thôi. Đường Tuấn trầm giọng nói, cô muốn làm gì? Mộ Thanh cười nói, không làm gì cả. Chỉ là cảm thấy thể chất và tu hành công pháp của cô gái trẻ này rất phù hợp với tôi, muốn mượn thân thể của cô ấy sống lại một đời. Vẻ mặt Đường Tuấn âm trầm. Mượn thân thể sống lại một đời, vậy Mộ Thanh kia chẳng phải là sẽ chết sao? Anh, biểu cảm này của anh là có ý gì? Có thể trở thành cơ thể của bổn quân là vinh hạnh của cô ấy, anh nên vì cô ấy mà vui mừng mới phải. Khóe miệng Mộ Thanh nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói tiếp thế nào? Luyến tiếc cái cơ thể này sao? Cô ta vươn một ngón tay, trên móng tay lóe ra ánh sáng sắc bén, nhẹ nhàng vẽ lên cánh tay Mộ Thanh. Máu tươi chảy ra, xuất hiện một vết thương. Trên mặt Mộ Thanh chẳng những không có bất kỳ biểu cảm thống khổ nào, mà ngược lại càng trở vui vẻ hơn, đầu ngón tay dính máu tươi vươn đến miệng không ngừng mút và nói thật sự là hương vị hoài niệm mà. Cô đáng chết, Đường Tuấn gầm nhẹ. T.
tinh thần lực như thủy triều cuốn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh lại không hề động đậy chút nào, trong nụ cười mang theo trào phúng cùng khinh thường, chỉ có chút tinh thần lực này cũng muốn đả thương tôi sao? Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng màu trắng bạc, Đường Tuấn cảm giác được tinh thần lực đau đớn, không khỏi thu tinh thần lực trở về. Đây chỉ là một chút giáo huấn anh mà thôi, Mộ Thanh trêu chọc nói. Đường Tuấn oán hận nhìn cô ta, nghi ngờ không thôi. Trước mắt hẳn là một tia tàn hồn của Đỗ Ách Thần Quân, nhưng vẫn đáng sợ như thế. Dưới tình huống không dùng năng lực của Tiểu Thanh và Tiểu Kim, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Cô muốn thế nào? Giọng điệu Đường Tuấn buông lỏng. Mộ Thanh lấy ngón tay ra khỏi miệng, xẹt qua khuôn mặt tinh xảo, nói, vừa rồi không phải tôi đã nói sao? Đứa con gái này rất phù hợp với tôi muốn mượn cơ thể của cô ấy để sống lại một đời. Cô ta cười nói, tôi đã ngủ quá lâu rồi, thực lực bị hao tổn rất nghiêm trọng, chỉ có thể không ngừng tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô ấy để khôi phục. Nếu anh muốn dành nhiều thời gian hơn với cô ấy, tôi có thể cho anh một cơ hội. Chỉ cần cách một giờ anh truyền pháp lực cho tôi, thì tôi sẽ không tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô ấy. Ánh mắt cô ta chớp động, thầm nghĩ, pháp lực cùng tinh thần lực của người này lại tinh thần như thế, cho dù là lúc mình cùng cảnh cũng không làm được tình trạng này. Nếu có sự trợ giúp của anh, có lẽ có thể đẩy nhanh tiến độ trọng sinh rồi. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, cũng chỉ có thể đồng ý. Hiện tại anh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, cho dù vận dụng sức mạnh của Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim, thì anh cũng không dám cam đoan nhất định có thể đối phó được tàn hồn của Đỗ Ách Thần Quân này. Hơn nữa hiện giờ Đỗ Ách Thần Quân nắm trong tay tính mạng của Mộ Thanh, trước khi không nắm chắc 10 phần thắng, Đường Tuấn không muốn ra tay. Mộ Thanh cười càng thêm sáng lạn. Có loại cảm giác tự đắc, nói, loại người như anh ngược lại rất hiếm thấy. Nếu đã như vậy, thì trước tiên anh hãy. Chương 2543, anh không sao chứ? Sắc mặt tái nhợt của Mộ Thanh đã khôi phục một tia hồng nhuận, nhưng rất nhanh chút vẻ hồng nhuận này đã nhanh chóng thu lại. Một lúc lâu sau, tay Mộ Thanh mới rời khỏi ngực Đường Tuấn, trên mặt cô ấy còn mang theo một loại cảm giác hưởng thụ. Thân thể Đường Tuấn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Anh mạnh mẽ dựa vào ý chí đứng dậy. Mộ Thanh nhìn anh, nhưng cũng không có ý định đỡ anh, mà cười nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, một giờ sau nhớ lại đến cung cấp pháp lực cho tôi. Có một cái tu luyện khí miễn phí như anh, ngược lại tiết kiệm được không ít công phu. Hi hi. Bên trong cung điện, Mộ Thanh phát ra một tiếng rất nhỏ, sau đó cô ấy chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đầu tiên là một trận mê mang, tiếp theo là sợ hãi, thân thể nhìn không được run rẩy. Mộ Thanh, không sao rồi, Thu Linh nói. Lúc này Mộ Thanh mới phát hiện bên trong cung điện ngoại trừ cô ấy ra, còn có mấy đệ tử độc cô cung của Thu Linh, lúc này bọn họ đang có vẻ mặt quan tâm nhìn cô ấy. Mộ Thanh, cô cảm thấy thế nào rồi? Thu Linh khẩn trương hỏi. Ánh mắt Mộ Thanh dần dần khôi phục, cô ấy cảm giác được tình huống trong cơ thể mình, nhẹ giọng nói tốt hơn nhiều rồi. Sẽ mất một thời gian nữa để hồi phục hoàn toàn, anh dược đâu? Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, nói, sau khi chữa trị cho cô xong đại trưởng lão đã đi nghỉ ngơi rồi. Mộ Thanh vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Thu Linh lắc đầu, nói, chắc là chỉ tiêu hao quá nhiều thôi. Thực lực của đại trưởng lão chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Tuy rằng Mộ Thanh vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng biết lúc này không thể quấy rầy Đường Tuấn nghỉ ngơi. Cô ấy đột nhiên nhìn thấy vết thương trên cánh tay, lông mày hơi nhíu lại. Thầm nghĩ, mình nhớ cánh tay không bị thương, đây là bị khi nào? Không chỉ có vết thương trên cánh tay, Mộ Thanh còn cảm giác được bên trong cơ thể có loại dị thường nói không nên lời, giống như có thứ gì đó đang tước đoạt cảm giác của cô ấy. Đối với việc này cô ấy cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cô ấy chỉ nghĩ loại cảm giác này chắc là do mình bị thương. Thu Linh đi từ trong cung điện ra, cô ta nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi điều chỉnh trên một tảng đá. Sắc mặt anh tái nhợt. Sóng pháp lực yếu ớt đến mức gần như không cách nào cảm giác được. Đại trưởng lão bị làm sao vậy, chẳng lẽ là lúc chiến đấu cùng Mị Sở Nhi nên bị nội thương sao? Thu Linh nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tuấn cảm nhận được đan điền trong cơ thể trống rỗng, cảm giác suy yếu xuất hiện ở mỗi một chỗ trong cơ thể anh. Anh vừa vận chuyển thần tàng quyết để khôi phục pháp lực, vừa tự hỏi đối sách trong lòng. Như vậy khẳng định là không được. Cho dù mình có thể kiên trì cung cấp pháp lực cho Đỗ Ách Thần Quân, thì việc cô ta ở trong cơ thể Mộ Thanh cũng tương đương với việc nắm tính mạng của Mộ Thanh và pháp lực của mình trong tay.
Nghĩ tới đây, Đường Tuấn nhíu mày. Khi còn sống Độ Ách Thần Quân không hổ danh là cao thủ cấp bậc thần quân, cho dù là một luồng tàn hồn cũng rất đáng sợ, vừa rồi gần như cắn nuốt toàn bộ pháp lực của anh, phải biết rằng pháp lực hiện giờ của Đường Tuấn theo lượng mà nói không hề thua kém tu sĩ động hư cảnh. Chỉ một luồng tàn hồn cũng có thể hấp thu sạch sẽ pháp lực khổng lồ như vậy, cũng đủ để thấy trình độ của nó đáng sợ đến mức nào. Thần Tàng Quyết rất huyền diệu, một giờ đã đủ để khôi phục pháp lực của anh, nhưng Độ Ách Thần Quân lại yêu cầu anh cứ cách một giờ phải truyền pháp lực một lần. Nếu cứ như vậy thì Đường Tuấn sẽ luôn ở trong trạng thái suy yếu. Mà ở trong núi vạn thần nguy cơ bốn phía, loại trạng thái suy yếu này đủ để chôn vùi tính mạng của bọn họ. Chương 2544, không có việc gì. Phải nhanh chóng nghĩ ra cách mới được. Đường Tuấn cảm thấy cấp bách trong lòng. Đúng lúc này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Trong đan điền của anh vốn trống rỗng, lúc này đã lưu trữ một phần tư pháp lực. Pháp lực của anh là màu trắng sữa, tính chất vô cùng ôn hòa, nhưng hiện tại pháp lực lại có thêm một loại khí tức không thể nói nên lời, mang theo một loại hào quang 7 ngày. Đây là khí thần thánh. Đường Tuấn rất nhanh đã nhận ra loại khí tức kia. Chính là khí thần thánh độc nhất trong núi vạn thần, khí tức cần thiết để động hư cảnh đột phá đến cảnh giới thần quân. Từ khi tiến vào núi vạn thần tới nay, Đường Tuấn vẫn luôn cố gắng hấp thu khí tức thần thánh, thậm chí âm thầm vận dụng sức mạnh của tiểu kim, nhưng đều không thể làm được. Đẳng cấp khí tức thần thánh quá cao, không phải cảnh giới trước mắt của anh có thể hấp thu được. Nhưng hiện tại trong cơ thể anh lại đột nhiên xuất hiện khí tức thần thánh, điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong lòng Đường Tuấn khó hiểu. Suy nghĩ đủ loại nguyên nhân nhưng Đường Tuấn vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác, chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Nhưng mà có thể hấp thu khí tức thần thánh đối với anh mà nói là một chuyện vô cùng tốt, dù sao đây là thứ mà ngay cả Tô Minh Thao, Kiều Bất Di và những thánh địa chi chủ này cũng khát vọng đạt được. Pháp lực trong đan điền càng ngày càng nhiều, khí thần thánh cũng càng thêm nồng đậm. Trong huyệt Thái Dương, Tiểu Kim dường như cảm nhận được khí tức thần thánh, mạnh mẽ phát ra một tiếng thú giống trầm thấp. Khí thần thánh trong đan điền giống như bị dẫn dắt, tất cả đều bị Tiểu Kim hấp thu. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ suy tính, một hồi lâu sau lại lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Một giờ sau, Đường Tuấn lại truyền pháp lực cho Mộ Thanh, chuẩn xác hơn là truyền tải pháp lực cho Độ Ách Thần Quân. Sau khi truyền tải pháp lực xong, Đường Tuấn lại trở nên vô cùng suy yếu. Pháp lực vất vả lắm mới tích lũy được, giờ đây toàn bộ đều bị Độ Ách Thần Quân hút đi. Độ Ách Thần Quân nhìn Đường Tuấn thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, nói, trong vòng một giờ lại có thể khôi phục 8 phần pháp lực, xem ra anh tu luyện công pháp cũng không tệ. Như vậy cũng tốt, miễn cưỡng có thể giúp được tôi, tạm thời tôi sẽ không tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô nhóc này. Có điều trạng thái như anh, ở trong núi vạn thần rất khó sống sót. Đường Tuấn cắn răng nói, không cần cô quan tâm. Độ Ách Thần Quân nhún nhún vai, nói, chờ lát nữa gặp mặt, nhớ mau đi tu luyện. Cô ta nhắm mắt lại thì Mộ Thanh mở mắt ra, nhìn Đường Tuấn suy yếu trước mắt, cô ấy quan tâm nói, anh Dược, anh làm sao vậy? Cô ấy vội vàng đỡ Đường Tuấn dậy, vừa tiếp xúc Mộ Thanh đã giật mình, cô ấy không cảm giác được bất kỳ pháp lực nào trên người Đường Tuấn cả. Đường Tuấn lắc đầu, nói, không có việc gì. Đương nhiên là Mộ Thanh không tin, cô ấy đang muốn hỏi lại thì. Chương 2545, có lẽ có thể tìm thấy Thánh Linh Hoa ở đó. Đường Tuấn gật đầu, vừa rồi kèm theo tiếng nổ lớn, khí tức thần thánh trong không khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm, khiến cho tốc độ khôi phục của Đường Tuấn được nâng cao rất nhiều. Tuy rằng Mộ Thanh không cách nào hấp thu khí tức thần thánh, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức trong hư không rõ ràng đã biến đổi. Tôi nghe sư phụ nói. Đỉnh núi của núi Vạn Thần là nơi khí tức thần thánh nồng đậm nhất, rất có thể hình thành một tòa hầm mỏ đặc thù, chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Mộ Thanh nói. Trong lòng Đường Tuấn căng thẳng, nếu mà thật sự là khí tức thần thánh hình thành mạch khoáng, chỉ sợ tòa mạch khoáng này đã sinh ra linh trí, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Nếu mà có thể đạt được cái mạch khoáng kia, tương đương với việc tương lai có nhiều hơn mấy thậm chí mười mấy tu sĩ cảnh giới thần quân. Bảo vật như thế, trước mắt còn quan trọng hơn nhiều so với truyền thừa thần quân, tuyệt đối là vật mà các thế lực lớn phải tranh giành. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Đường Tuấn phấn chấn tinh thần đi lên đỉnh núi Vạn Thần, đám người Mộ Thanh cùng Thu Linh vội vàng đuổi theo. Có lẽ có thể tìm thấy Thánh Linh Hoa ở đó. Trong lòng Đường Tuấn mơ hồ có chút chờ mong.
Thánh linh hoa là một trong những vật liệu cần thiết để tu luyện châm cứu thần bí cấp 3, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, chỉ sinh trưởng ở mạch khoáng rất đặc thù. Có lẽ có thể tìm được trong mạch khoáng khí tức thần thánh này. Biến đổi nhanh của núi Vạn Thần khiến cho mọi người ở trong núi Vạn Thần chú ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều liều mạng chạy tới đỉnh núi Vạn Thần. Nếu như trên đỉnh núi thật sự có mạch khoáng khí tức thần thánh, vậy thì bất luận như thế nào cũng phải tranh một chút. Lần này lên đường cũng khổ cho Đường Tuấn, nếu như toàn bộ tu vi của anh ở đây, L thì đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Nhưng cứ cách một giờ anh phải âm thầm vận chuyển pháp lực cho Đỗ Ách Thần Quân một lần, sau đó lại rơi vào suy yếu. Mà phải đi liên tục 2 giờ, trạng thái biến hóa này của Đường Tuấn cũng không thể gạt được đám người Mộ Thanh và Thu Linh. Hai người hỏi thăm, cũng không nhận được câu trả lời của Đường Tuấn. Vì thế hai người lén lút bàn luận, cuối cùng đưa ra một kết luận, chắc là lúc chiến đấu với Mị Sở Nhi anh dược đã bị nội thương, nên cách một khoảng thời gian lại bộc phát một lần. Lúc trước đều là anh dược bảo vệ chúng ta, bây giờ hãy để chúng ta bảo vệ anh dược đi. Trong lòng hai người thầm hạ quyết tâm. Sau khi chạy hơn 3 giờ, mọi người từ trong khu rừng đi ra. Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một bãi đá loạn. Từng tảng đá khổng lồ tùy ý xếp chồng lên nhau. Anh dược, anh xem nơi đó. Đường Tuấn vốn đang vận chuyển thần tàng quyết để khôi phục tu vi thì bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô của Mộ Thanh. Mộ Thanh chỉ vào một chỗ trong đống đá loạn, theo phương hướng mà cô ấy chỉ thì chỉ thấy ở trong đống đá lộn xộn, đang lóe ra ánh sáng chói mắt. Mộ Thanh lướt qua, ở trong một khe đá phát hiện nguồn gốc của ánh sáng, đó là một viên tinh thạch bất quy tắc, mặt ngoài của tinh thạch nồng nặc khí tức thần thánh. Đây là tinh thạch ngưng tụ khí tức thần thánh. Đường Tuấn cũng đi theo, nhìn viên tinh thạch này, sắc mặt khẽ thay đổi. Chương 2546, các anh muốn làm cái gì? Mộ Thanh kích động lấy tinh thạch ra, đặt ở trên tay, hưng phấn nói, xem ra truyền thuyết là thật, trên đỉnh núi của núi Vạn Thần thật sự có mạch khoáng do khí tức thần thánh hình thành. Tiếng nổ lớn vừa rồi rất có thể là do mạch khoáng phát ra. Cho dù không chiếm được mạch khoáng, nếu như có thể đạt được thêm một ít tinh thạch, xác suất sư phụ đột phá thần quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người đứng ở trên một tảng đá tương đối cao, đưa mắt nhìn lại, nhất thời phát hiện ở nơi đống đá vụ có rất nhiều ánh sáng lóe ra, giống như ngân hà trên bầu trời đêm. Mộ Thanh không hề do dự, chuẩn bị hạ lệnh cho các đệ tử Độc Cô Cung đi thu thập tinh thạch. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, thánh nữ Mộ Thanh, phát hiện ra chỗ này cũng không phải chỉ có một mình cô. Mộ Thanh hơi giật mình, nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến. Chỉ thấy ở trong khu rừng khác gần đống đá vụn, một đám người từ trong đó đi ra, đi đầu chính là Thái Hạo, phía sau anh ta là hơn 10 đệ tử đại diễn các cùng Trảm Thiên Long. Vừa rồi nói chuyện, chính là Thanh Phong, đệ tử đại diễn các đi theo sau Thái Hạo. Đám người Thanh Phong nhìn tinh thạch thần thánh trong đống đá loạn, ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng. Hiện giờ bọn họ đã bước vào hợp thể cảnh đỉnh phong, lại có được truyền thừa thần quân, nếu như lại có được những tinh thạch thần thánh này, tương lai đột phá đến thần quân gần như không có vấn đề gì. Thanh Phong nhìn Đường Tuấn đứng bên cạnh Mộ Thanh, đặc biệt là cảm nhận được mức độ suy nhược trong của hơi thở Đường Tuấn, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc, nói, bác sĩ Dược, chúng ta lại gặp mặt. Anh bị thương à, sao anh lại yếu đuối như vậy? Trước đây nếu anh đi theo chúng tôi thì tốt rồi. Thái Hạo khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Bác sĩ Dược, anh không sao chứ? Ngược lại, Trảm Thiên Long thân thiết hỏi. Đường Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng không giải thích nhiều. Mộ Thanh nhíu mày, nhìn về phía Thái Hạo, nói các anh muốn làm cái gì? Thái Hạo nói, Mộ Thanh, những tinh thạch thần thánh này chúng ta cũng muốn. Mộ Thanh nói, được, vậy ba nhà chúng ta chia làm 3 phần, mỗi nhà được 1/3. Tinh thạch thần thánh của đống đá vụn này là vật vô chủ, nếu ba nhà đều phát hiện, chia làm 3 phần thì không thể công bằng hơn. Sắc mặt Thái Hạo hơi trầm xuống, Thanh Phong phía sau anh ta lập tức nói, thánh nữ Mộ Thanh có phải là nhầm lẫn hay không? Các người dựa vào cái gì mà đòi nhận 1/3 số lượng? Như vậy đi, đại diễn các tôi chiếm 6/10, còn lại 4/10 cho hai phái các người chia nhau. Như vậy cho công bằng đi. Anh ta nói xong sắc mặt của Trảm Thiên Long và Mộ Thanh đồng thời trở nên âm trầm. Một nhà đại diễn các chiếm 6/10, đây mà gọi là công bằng. Chương 2547, tôi đương nhiên là biết rồi. Thanh Phong nhìn biểu cảm của hai người, nói, không nên cảm thấy không cam lòng,
chia cho các người 4 phần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Anh Trảm Thiên Long à, chiến thần tông của các anh chết cũng gần hết rồi, ngay cả tính mạng của anh cũng là chúng tôi cứu về, anh nào có tư cách nói điều kiện với chúng tôi. Còn có thánh nữ Mộ Thanh, hiện giờ thực lực của Độc Cô Cung các người ra sao, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ à? Hay là lại dựa vào đại trưởng lão của các người sao, ha ha ha. Được rồi, Thanh Phong. Thái Hạo cắt ngang lời Thanh Phong, anh ta dùng một giọng điệu mệnh lệnh nói, cứ như vậy đi, mảnh tinh thạch thần thánh này, đại diễn các tôi chiếm 6 phần 10, hai nhà các người chiếm 4 phần 10. Nói xong, Thái Hạo mang theo đệ tử đại diễn các đi thu thập tinh thạch, trước khi đi Thanh Phong lại khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nói, bác sĩ Dược, anh phải chú ý thân thể của mình. Loại trạng thái này của anh, tôi mà thổi một hơi cũng có thể thổi ngã anh rồi, nếu đụng phải thế lực ngoài vực, bọn họ cũng sẽ không dễ nói chuyện như chúng ta đâu. Đợi đến khi mọi người ở đại diễn các rời đi, lúc này Trảm Thiên Long mới đi tới trước mặt Đường Tuấn, đưa một bình ngọc cho Đường Tuấn, nói, bác sĩ Dược, trong này là một ít đan dược chữa thương của chiến thần tông chúng tôi, anh cầm dùng trước đi. Đường Tuấn nhận lấy bình ngọc, mở nắp chai ngửi một chút, một mùi thơm của đan dược theo đó phát ra, khiến tinh thần người ta chấn động, hiển nhiên đan dược trong này cũng không phải bình thường. Đường Tuấn nhận lấy đan dược, rồi anh nói một tiếng cảm ơn. Trảm Thiên Long thở dài trong lòng, không khỏi có chút thất vọng. Sự kỳ vọng của anh ta đối với Đường Tuấn cũng tương đối lớn, cho dù đám người Thái Hạo và Thanh Phong nói như thế nào, trong lòng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của sư phụ mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy trạng thái của Đường Tuấn, trái tim Trảm Thiên Long không khỏi trầm xuống. Lời Thanh Phong nói tuy rằng có chút khoa trương, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức, đều có thể liếc mắt một cái đã nhận ra trạng thái Đường Tuấn lúc này rất kém cỏi, đừng nói bảo vệ người khác, chỉ sợ ngay cả bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Bác sĩ Dược, anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói với Đường Tuấn một câu, Trảm Thiên Long có chút bất an rời đi. So với Đường Tuấn bây giờ, anh ta cảm thấy đi theo Thái Hạo vẫn tương đối an toàn. Có phải là không cam lòng hay không? Kỳ thật chỉ cần anh không truyền pháp lực cho tôi, dùng thực lực của anh giết chết mấy người bọn họ hẳn là không thành vấn đề lớn. Bị loại người này khinh bỉ, tâm trạng chắc chắn là không dễ chịu gì. Bỗng nhiên, Mộ Thanh nói. Giọng điệu của cô ấy mang theo sự châm chọc và chế giễu nhàn nhạt. Không phải Mộ Thanh, mà là Độ Ách Thần Quân. Nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Mộ Thanh, Đường Tuấn không khỏi siết chặt bình ngọc trong tay, tên này xuất. Chương 2548, chẳng lẽ sư phụ cũng nhìn nhầm sao? Trảm Thiên Long, anh lại dám đưa đan dược quý giá cho anh ta chữa thương, chẳng lẽ anh còn chờ mong tên kia có thể giúp anh sao? Khi Trảm Thiên Long đi tới, Thái Hạo lạnh lùng nói. Trảm Thiên Long lắc đầu, nói cho dù bác sĩ Dược bị thương thì anh ấy cũng có ơn đối với chúng ta, tôi cảm thấy không nên quá tuyệt tình. Thái Hạo sẵn giọng nói, chút ân tình kia đại diễn các chúng tôi đã sớm trả xong rồi. Anh nhanh chóng khôi phục thực lực đi, chờ thu thập xong tinh thạch thần thánh ở nơi này, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải đám người Tần Thiên, đến lúc đó ra tay vẫn phải dựa vào hai người chúng ta. Về phần anh ta, hoàn toàn là không đủ nhìn. Nói xong, Thái Hạo xoay người rời đi. Trảm Thiên Long nhìn thoáng qua Đường Tuấn ở phía xa, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ cũng nhìn nhầm sao? Đại trưởng lão, bọn họ bắt nạt anh, Thu Linh và mấy đệ tử Độc Cô Cung nhìn Thái Hạo. Vẻ mặt phẫn nộ nói. Đường Tuấn nói, trước tiên chúng ta đi thu thập tinh thạch thần thánh đã, tuy rằng chỉ có thể chia được 2 phần, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Nhìn thấy Đường Tuấn không có bất kỳ biểu hiện gì, đám người Thu Linh đều ngẩn ra, cuối cùng đành phải bày ra vẻ mặt không tình nguyện đi thu thập tinh thạch thần thánh. Trải qua sự kiện lần này, uy danh mà Đường Tuấn vốn đã xây dựng được trong lòng đám đệ tử Độc Cô Cung này đã bắt đầu yếu bớt. Thậm chí trong lòng của một số đệ tử đã sinh ra cảm xúc bất mãn. Anh ta thì tính là đại trưởng lão gì chứ, trước sự hung hăng của đại diễn các cũng không thèm nói gì để chúng ta tranh được lợi ích, mà lại làm ra bộ dạng như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách đại trưởng lão, dưới tình huống đó anh ta không thể không lúng túng. Khí tức của anh ta suy nhược thành bộ dạng như vậy rồi, làm sao có thể là đối thủ của Thái Hạo. Đáng ghét, Độc Cô Cung chúng ta làm sao có thể có một đại trưởng lão như vậy được chứ? Cuộc đối thoại tương tự xảy ra trong số đông đảo đệ tử Độc Cô Cung, cho dù có đám người Thu Linh ngăn lại thì loại cảm xúc bất mãn này vẫn lan truyền rất nhanh trong đông đảo đệ tử, ánh mắt bọn họ nhìn Đường Tuấn đều xuất hiện biến hóa.
Khi các đệ tử Độc Cô Cung thu thập tinh thạch thần thánh, Đường Tuấn ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay nắm một khối tinh thạch thần thánh nhỏ. Một cảnh này bị đám người Thanh Phong của Đại Diễn Các nhìn thấy. Anh ta cầm tinh thạch thần thánh để làm gì, chẳng lẽ còn có thể hấp thu khí tức thần thánh bên trong sao? Vẻ mặt Thanh Phong khinh thường. Thanh Phong sư huynh đừng đánh giá cao anh ta chứ, ngay cả chúng ta cũng không hấp thu được khí tức thần thánh trong tinh thạch, chỉ có Thái Hạo sư huynh mới có thể miễn cưỡng làm được, thì anh ta làm sao có thể làm được chứ? Nếu anh ta có thể làm được, vậy tôi sẽ ăn những tảng đá này ha ha ha. Có người đáp lời nói. Những người khác cũng cười ha ha một tiếng, hiển nhiên đều xem như chuyện cười để nghe một chút mà thôi. Tiếng nói của bọn họ cũng không có tận lực đè thấp, ở đây ít nhất đều là tu sĩ cảnh giới hợp thể nên đều nghe được rất rõ ràng. Đường Tuấn lại không có bất kỳ đáp trả nào, còn trên mặt các đệ tử Độc Cô Cung đều lộ ra vẻ tức giận, không chỉ bởi vì Đại Diễn Các châm biếm, mà còn bởi vì Đường Tuấn không có bất kỳ đáp lại nào. Hừ, ánh mắt mấy đệ tử Độc Cô Cung nhìn về phía Đường Tuấn càng thêm bất mãn. Chương 2549 giá cả như vậy cũng rất hợp lý rồi. Đây là, tâm trạng Đường Tuấn chấn động. Trong đầu anh hiện lên một đạo linh quang, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ tinh thạch thần thánh là dùng để hoàn thiện thế giới nhỏ. Cảnh giới hợp thể bắt đầu hấp thu nguyên lực hư không, khiến cho mình cùng hư không phù hợp. Mà động hư cảnh đã có thể ở trong hư không mở ra thế giới nhỏ của mình. Việc mà cảnh giới thần quân phải làm chính là hoàn thiện thế giới nhỏ. Để hoàn thiện thế giới nhỏ cần các loại năng lượng thuộc tính nguyên khí, tinh thạch thần thánh vừa vặn thỏa mãn loại yêu cầu này. Mượn sức mạnh của tiểu kim, tốc độ luyện hóa nguyên khí hư không của mình không kém động hư cảnh bao nhiêu, hiện giờ lại có tinh thạch thần thánh, có lẽ mình có thể sớm ngưng luyện ra thế giới nhỏ của mình. Trong lòng Đường Tuấn toát ra một ý niệm to gan. Một khi động hư cảnh ngưng luyện ra thế giới nhỏ thì có thể mượn sức mạnh của thế giới nhỏ tăng thực lực lên gấp bội. Cho nên tu sĩ động hư cảnh hầu như đều muốn ngưng luyện ra thế giới nhỏ thuộc về mình. Nhưng ngưng luyện ra thế giới nhỏ thật sự rất khó khăn, so với nắm giữ thủ đoạn dịch chuyển nhanh còn khó hơn rất nhiều, 10.000 tu sĩ động hư cảnh có thể ngưng luyện ra một thế giới nhỏ coi như là không sai. Nhưng lấy cảnh giới hợp thể ngưng luyện ra thế giới nhỏ, thì quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến phải làm luôn. Đường Tuấn nói với Mộ Thanh, những tinh thạch thần thánh này có thể chia cho tôi một nửa hay không, tôi muốn nghiên cứu một chút. Tôi nguyện ý dùng 10 triệu linh thạch cực phẩm đổi lấy một khối tinh thạch thần thánh này. Tuy rằng hiện tại anh có thể hấp thu khí thần thánh trong hư không núi vạn thần, nhưng những khí tức thần thánh kia thật sự quá ít, muốn ngưng luyện ra thế giới nhỏ không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Mà tinh thạch thần thánh ẩn chứa trong khí tức thần thánh này nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa hiệu suất hấp thu cũng cao hơn nhiều so với hấp thu khí tức thần thánh trong hư không. Về phần dùng linh thạch cực phẩm đổi tinh thạch thần thánh, đối với Đường Tuấn có được Tiểu Thanh mà nói, 10 triệu linh thạch cực phẩm cũng không tính là gì. Tuy rằng trong lòng Mộ Thanh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, thậm chí chủ động đi hỗ trợ thu thập tinh thạch. Mộ Thanh tuyên bố tin tức này với đệ tử Độc Cô Cung, nhưng có hơn nửa đệ tử Độc Cô Cung là không chịu làm. Cái gì? Chúng ta phải đưa tinh thạch thần thánh mà chúng ta vất vả thu thập cho anh ta. Không, tuyệt đối không được. Tinh thạch thần thánh, đó là đồ mà ngay cả tu sĩ động hư cảnh cũng khát vọng, coi như bọn họ chưa dùng tới, nhưng chờ khi rời khỏi núi vạn thần, cũng có thể đưa ra bên ngoài đổi được rất nhiều bảo vật. Làm sao có thể bởi vì người khác nói một câu đã chắp tay nhường ra. Mộ Thanh trầm giọng nói, anh dược không phải lấy không công, anh dùng 10 triệu linh thạch cực phẩm đổi với các người một khối tinh thạch thần thánh. Giá cả như vậy cũng rất hợp lý rồi. Ở bên ngoài, tuy rằng tinh thạch thần thánh không hề rẻ, nhưng cũng chỉ có thể bán ra giá khoảng 8 triệu linh thạch cực phẩm. Đây Đường Tuấn đưa ra 10 triệu linh thạch cực phẩm, đã xem như rất tốt rồi. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không cho anh ta. Nói không chừng sau này giá tinh thạch thần thánh sẽ tăng lên, tôi tình nguyện để làm bộ sưu tập. Những người này đã sớm bất mãn với Đường Tuấn, nên hoàn toàn không để ý đến yêu cầu của anh. Muốn đổi cũng có thể. 50 triệu linh thạch cực phẩm đổi một khối tinh thạch thần thánh. Có một ít đệ tử cười lạnh, ngồi trên mặt đất mà ra giá. Chương 2550, những người khác đâu? Ha ha, anh ta là đại trưởng lão Độc Cô Cung, còn chúng ta là đệ tử Độc Cô Cung, vậy anh ta cứu chúng ta không phải là việc nên làm sao? Có người bày ra vẻ mặt đương nhiên nói. Mộ Thanh tức giận đến thân thể run rẩy. Chị cả. Đây là tinh thạch thần thánh chúng ta thu thập.
Đúng lúc này, mấy đệ tử Độc Cô Cung mở miệng nói, chị cả, chị nói không sai, đại trưởng lão đã cứu chúng ta, nếu hiện giờ anh ấy cần tinh thạch thần thánh, vậy thì chúng ta cũng không nên hẹp hòi. 7. 8 người đem gần 100 khối tinh thạch thần thánh thu thập được đến đặt ở trước mặt Mộ Thanh. Mọi người, trong lòng Mộ Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp, ít ra thì họ không phải là Bạch Nhãn Lang sao? Chú thích, Bạch Nhãn Lang chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Một người trong đó nói, chị cả, chúng tôi cũng biết đại trưởng lão rất có thể đã bị thương. Chúng tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể sớm ngày khôi phục, để người khác không dám coi thường Độc Cô Cung của chúng ta nữa. Nói xong, mấy người bọn họ lập tức rời khỏi, đi đến đống đá loạn tìm kiếm tinh thạch thần thánh. Hừ, một đám ngốc, một học trò khác của Độc Cô Cung nhìn mấy người kia thì nhếch môi, châm chọc nói. Cuối cùng, Mộ Thanh thu thập được gần 200 khối tinh thạch thần thánh. Cô ấy thả tinh thạch thần thánh vào trong nhẫn không gian cho Đường Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Đường Tuấn nói, yên tâm. Lúc này Mộ Thanh mới mỉm cười. Đường Tuấn bắt đầu hấp thu năng lượng trong tinh thạch thần thánh. Bởi vì tinh thạch thần thánh được đặt ở bên trong nhẫn không gian, cho nên cũng không có ai phát hiện ra điều khác thường. Qua gần một nửa canh giờ, Đường Tuấn mới hấp thu xong toàn bộ tinh thạch thần thánh. Đây đều là bởi vì có Tiểu Kim trợ giúp. Do tinh thạch thần thánh rất khó hấp thu, bình thường tu sĩ động hư cảnh muốn hấp thu một khối tinh thạch thần thánh thì ít nhất cũng cần một khoảng thời gian 5, 6 ngày, chứ không thể dễ dàng giống như Đường Tuấn được. Đây là thế giới nhỏ sao? Mắt thường không nhìn thấy được bên trong hư không, nhưng Đường Tuấn có thể cảm nhận được có một địa phương có liên kết chặt chẽ với tinh thần của mình, phạm vi đại khái trong tầm khoảng 10 mét. Đây chính là thế giới nhỏ. Hư không nguyên lực và các loại thuộc tính năng lượng của hư không đang đồng thời tiến vào bên trong thế giới nhỏ một cách mạnh mẽ. Thế giới nhỏ không ngừng phát triển, cuối cùng sẽ có thể ngưng động, trở thành động thiên mà con người có thể ở đó. Rõ ràng, thế giới nhỏ của Đường Tuấn hiện giờ đã sắp đạt đến loại trình độ này. Nhưng lực lượng bên trong thế giới nhỏ lại có thể bị Đường Tuấn điều động trong chớp mắt, nhanh hơn rất nhiều so với việc điều động thiên địa chi lực. Mặc dù vậy, nếu chỉ nhìn qua bên ngoài thì lực lượng mà anh giấu ở trong thế giới nhỏ lại có vẻ như rất yếu ớt. Anh Dược, chúng ta đã thu thập hết tất cả tinh thạch thần thánh. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Lúc Đường Tuấn mở mắt ra, Mộ Thanh nói. Đám người của Đại Diễn Các và Trảm Thiên Long đã tiếp tục đi đến đỉnh núi Vạn Thần. Lúc này chỉ còn lại một vài học trò của Độc Cô Cung đang ở nơi này chờ đợi. Những người khác đâu? Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn phát hiện ra học trò của Độc Cô Cung bị thiếu một ít. Mộ Thanh thở dài, bọn họ đã đi trước rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2550.